Hơn 800 khách hàng đã đặt chỗ cho 414 sản phẩm trong buổi ra mắt chính thức của dự án Phú Đông Premier tại đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây là dự án thứ hai do Phú Đông Group phát triển hướng đến đối tượng khách hàng trẻ có nhu cầu ở thực với tiêu chí chuẩn sống 5 sao trong tầm tay. Phú Đông Premier có tổng diện tích hơn 5.000 m², bao gồm 2 block với 657 căn hộ, được thiết kế với xu hướng gần gũi thiên nhiên. Dự án có vị trí liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng, rút ngắn khoảng cách đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Tiến độ thanh toán kéo dài trong 24 tháng với giá trị thanh toán ban đầu 20%. Dự án đã được khởi công vào tháng 12 năm 2017 và dự kiến giao nhà vào tháng 6 năm 2020.